Hôm nay tụi mình sẽ chơi Bloodfoot nhưng tất cả mọi thứ sẽ mạnh hơn gấp 100 lần. Bởi vì tụi mình sẽ reset tất cả chỉ số lại thành 0. Và đương nhiên những trái quỷ của tụi mình sẽ được random ngẫu nhiên cho trận chiến 1v1. Và đặc biệt nhất video hôm nay đó chính là tụi mình phải đạt được 8 trận thắng mới có thể trở thành quán quân trong video hôm nay. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Bloodfoot cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ok, và đến với vòng quay đầu tiên sẽ là của mình nha. Ờ, chế độ mới này hay nha. Mấy cái trái bình thường cùi cùi mà cũng có thể làm mạnh hơn được luôn nữa. Chọn và trái của mình sẽ là trái ánh sáng. Trắng ánh sáng các bạn ơi. Bị trắng ánh sáng là gì đúng không? Trắng ánh sáng là không phải màu đen á. Thôi, tôi được em nè. Em biết gì không? Trái rocket thật ra trong chế độ này cũng có thể chơi lên siêu mạnh luôn á. Yes, yes, máy tưởng chế bom. Nhưng mà em nhắm chứ không mình chịu nổi được mấy phát. Ê, cải đồ đi Phúc. Cải đồ ra. Cải accessory. Đúng rồi, cải phụ kiện ra chứ không phải kia em cải đồ nha ông nội. Và như các bạn thấy hiện tại thì tụi mình chỉ có 100 máu, 100 năng lượng. Nên là trận chiến này sẽ rất là thú vị nha. Sẵn sàng vô đi đó. Rồi, bắt đầu đi. Ghê vậy. Bắt đầu. Ủa mà anh có cây kiếm mà em không có cây kiếm. Ai không có cây kiếm mà. Ủa. What the fuck? Ủa em chưa nhận ra nhớ Phúc, chế độ này ai là người đánh đầu tiên sẽ là người chiến thắng á. Kiểu ai cũng là Saitama hiểu không? Nói chung thì cũng quan trọng là kỹ năng đó các bạn. Chế độ quầy what? Kỹ năng ta? Hay là sức mạnh tuyệt đối. 8 triệu Bailey các bạn ơi. No, tới lượt em đi. Ok, thì đương nhiên phải tới lượt em rồi. Xem coi Vidac nó sẽ ra được trái gì nha các bạn. Mình nghĩ chế độ này chỉ quan trọng là kỹ năng thôi. Dạ, yeah, và trái sen tóc đỏ. Nhưng mà các bạn biết giờ mặc dù mình xài trái Kitsune á, nhưng mà nếu mình quýnh hụt thì mình vẫn có thể thua nha. Hoàng nha, điếm đàng hoàng nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng rồi đó. Ok, mày. Anh giỡn cho anh. Rồi, mày. Mày. Ơi, hết mana rồi. What the run. Lướt cũng không được nữa các bạn. Free win đó, giờ 2 trận rồi đó các bạn. Mình nghĩ Vidac nó quá non giống trò chơi này sao á. Em chưa hiểu luật không Phúc? 8 trận rồi, còn 8 trận. Quay. Rồi, tới lúc rồi. Hình như nãy nói là quan trọng là kỹ năng hay sao, em không nhớ không Phúc? Em đừng quên cái này cũng là của Tứ Hoàng đó. Để xem coi Vidac nó ra chứ gì mà nó dám thinh thường trái của Tứ Hoàng bất ghi. Thầy chết chớp mà nó ra. Mặc dù trái của mình hơi rẻ tiền hơn nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ đầu hàng đâu nha các bạn. Sẵn sàng cho với đá. Trái mình thôi chứ. Mày tưởng tao có bài không? Hạ xuống. Nè coi nè. Mày ghê chưa? Sao không được các bạn? Có giỏi thì xuống đây quýnh nhau những người đàn ông đi. Rồi giờ không bài nữa nha, Ok. Mày. Úi gì vậy? Đừng có lướt vô không lướt là hết mana đúng rồi. Mua đá. Ui. Ủa thắng rồi. Siêu. Bình thường nó chỉ là cơn lốc không thấm thế cho mình thôi, nhưng mà ở chế độ này nó trở thành cơn lốc quỷ gì. Rồi, mình sẽ quay được chiếc quỷ mà tính ISO speed cũng phải đến Việt Nam một lần nữa để chứng kiến khoảnh khắc này. Chết sao? Trái âm thanh. Ha. Tới lượt em đem chấp anh đó. Hẳn là chấp luôn ha. Ôi. Chấp. Đó. Đừng. Xích lên. Yes. Được, chế đó được, chế đó còn mạnh hơn chế leo bát thì em nghĩ nữa. Đúng rồi, trong chế độ này cái nào cũng là one shot mà. Nãy giờ các bạn biết mình quên cái gì không? Cái này nè. Không chơi bài. Phúc không chơi bài. Ủa, đâu ra? Nãy cái đó chặn hồi nãy. Vậy thôi, sẵn sàng chưa? Rồi, em sẽ không. Mày bay. Ủa gì vậy? Ủa, sao anh mất chiêu rồi? Anh sợ em hả? Anh không có mana xài chiêu ba, nó có mana để xài chiêu. Đừng. Chết rồi, anh chết rồi. Này nó ai ai sao? Anh chết rồi Phúc ơi. cái gì vậy chứ? What the fuck? Kỹ năng các bạn ơi, quan trọng là cái gì? Kỹ năng, không có trình thì muôn đời chỉ nhảy làng thông thôi. Và trái quỷ tiếp theo của anh, Crazyland, chính là trái anh ba xịn. Và để xem lần này với Daxigon ra trái gì đây, mong là trái gì đó không có khả năng quýnh xa đi. Trời đất. Rumble, nhầm Rumble. cái này quýnh xa được không ta? Cái này quýnh xa được không ta? mày cầm vô đi rồi mày biết. Rồi vô nha. Bắt đầu đi. Piu bắn tùm lum chạy đi Phúc. Ui bro what sao bro. Thắng được bro. Các bạn thấy pha đó mình kéo tâm không? Mình cảm thấy Vidac nó xúc phạm mình quá các bạn ơi. Kiểu không có trình á. Sao thấy gà sao Vidac? Em ổn không vậy? Bất công vãi. Anh chấp cái em này... anh xài chứ bo tồ luôn nè. Cái này hút chiêu về cái đi luôn chứ. Vui chấp gì nữa.
À, em nói là như chiêu em quýnh một cái anh không chết vậy. Quan trọng là kỹ năng thôi các bạn thấy đúng không? Nãy giờ mình cũng toàn xài mấy chế quýnh gần thôi chứ gì đâu, như là chế mắt ma chẳng hạn. Cái spin. Em hỏi em là đứa trời thế này hả? Nãy giờ quá trời trái xịn mà em cứ xài mấy chế cùi cùi là sao vậy? Chấp em quýnh anh á, thiệt, quýnh đi. Đó. Đừng có chết đâu. Giật điện cái nữa cái máu kìa. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Xin lỗi. Ây da. Ui ui ui. Lướt đi phốt. Ui ui, 7 máu, 9 máu hết mà nè, rồi. No, mình yêu quá. Mày, ui. Oh no, oh no, mình kỹ năng mà, kỹ năng mà. Mày, ui không xài chiêu được, không xài chiêu được. Oh shit. Ôi. Bro, like what? Em đánh anh 3 chiêu anh không chết, anh hút em cái em đi luôn. À, nói thiệt á, anh nghĩ là em nên nghiêm túc rồi đó phốt, nãy giờ em nhường anh đúng không? Chứ làm gì có chuyện thằng nào gà tới mức đó các bạn. Anh lại ra trái xịn nữa nè. Lòng quay nè, anh ăn gian đúng không? Chơi bro, giết bị ghen tị các bạn ơi. Thôi gán nha, lần này anh mong là em sẽ ra được trái quỷ đó thật sự xịn, ví dụ như là trái T-Rex chẳng hạn đúng không? Jesse Bay. Ôi, Jesse Bay đờ. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng trái Mochi để đánh nhau với V-Duck nha các bạn. Ủa em đâu rồi? Em nè, đừng có chạy nữa. Sẵn sàng nha. Okay, vô đi, nha. Đếm đi. Ờ. 1 2 3. Ai giỡn mày vậy? Mày chết. Ui, dạ. Từ từ, bình tĩnh. Vô đây. Chưa. Vô đây. Cái what the fuck? Bro, em nghĩ chơi anh quá, anh chơi ăn gian vậy. Thôi thật sự là mình cảm thấy mình chơi bro hay là do vi đắc anh non vậy ta? Bro what? Không thể nào luôn anh, không chế dùng quay chắc luôn. Các bạn có tưởng tượng tới những gì mà mình nghĩ không vậy? Nó bự chập bá vậy nè. Cô bay làm mơ anh xin em nghiêm túc quýnh với anh một trận được không? Cái này của em đúng không? Của em á, T-Rex đó Phong, T-Rex đó Phong. Chiêu, bắt đầu một cái. Quýnh luôn rồi đó Phong. Ui. Thôi là né kịp, đừng. Không đủ mà nè, né ra. Rồi sóng thần tới kìa, chạy đi Phong. Mày, né đi. Ui ghê vậy. Ui. Hắn rồi mẹ ơi, của hắn rồi. Tính rồi. Anh showroom rồi mà ta. Cày quá các bạn ơi, mình rõ ràng mình ấn nút showroom rồi mà. Rồi, đụng. Chai bom hả? Anh nghĩ anh sẽ không còn lựa chọn nào khác rồi Phúc ơi. Chưa bắt đầu trận đấu nữa mà ta. Ủa có gì đâu, anh giả bộ anh quay vậy thôi chứ anh đâu có... Tới vòng quay của em nè, đừng đi mấy chiếc bom đó nha. Ui. Tới lúc lạc kèo các bạn. Rồi mặc cơm bát lên đi, em đánh anh nói sẵn sàng cho em, sẵn sàng cho. Rồi anh đừng có câu giờ đến đâu nữa. Đâu có, rồi vô đi. Vô đó. Mày vô, ấy da. Mày. Mau, con voi nặng hơn ký của mẹ em bay người anh. Không sao các bạn ơi, bởi vì chúng ta vẫn còn cơ hội lật kèo mà đúng không? À nhầm, mình có thua đâu mà lật kèo. Chị ok, chị ok. Được, đẹp. Giờ thì mình đã thua rồi đó các bạn. Trái xì bay ha, mình không biết mình có cài mastery trái đó chưa nữa. Rồi thì vẫn còn trái cùi bắp nữa mà đúng không các bạn? Không lẽ giờ vi đắc không ra trái rocket. Ê à, thiệt kìa. Trái chớp, trái spin. Ngon, trái đó trái chớp đó, em hít trái đó đó. Ok. Em biết anh đâu không vậy? Vô. Mày. Trời, thằng này đếm húi, em nói không có chơi vụ đó nha. Đếm húi là sao, mày đếm húi, ôi, nó hút độc anh kìa, what the fuck, cái con độc mạnh vậy. Thôi, ôi, sợ đếm húi lắm. Giết nó không dám đi lại, nó không dám đi lại chứ, ôi, né, ôi, thôi, wow. Bảy đàm gì vậy, không thể nào. Nè, mày né. Ê, sao ra mọc lên mấy cây đó ta. Cây hàng của anh nó bự không? Má mình cười đau bụng quá các bạn ơi. Bro. Ui. Hai mạng. Sức mạnh tối thượng chế độ này chính là trái này nữa các bạn ơi. Mình có thể sống được tới 2 lần. Ui chế táo, what the fuck. Đây mới là trái mạnh nhất trong đó phút các bạn ơi. Chỉnh thành màu xanh trong tắt clip. À, Green Apple. Vì đắt đúng là fan của ISO Speed mà các bạn. Bữa đó anh thấy em đi vô chổng rồi xin ISO Speed hung mình đúng không? Siêu tốc độ, ISO Speed, Rumble. Bắt đầu chưa? Rồi bắt đầu rồi, vô nha. Đệ tử quốc đó. Ui, dạ. Anh có 2 mạng mà, anh mất hết 1 mạng rồi. Ui. À, thằng này chơi. Hết mình rồi. Né đi. Đó. Né. hắn rồi vui quá. Bro, không công bằng, trái rumble mạnh quá. Cái chiêu nó bự cho bá nữa, vậy sao. Rồi, ê. Hiểu cảm giác em chưa. Cố lên.
Không thể nào trong video này em có thể thắng được với Đắc à. Anh nói thiệt cho em biết, bởi vì anh sẽ là người sắp đặt vòng quay này. Thôi thôi các bạn ơi, tạm biệt nha người anh yêu ơi, chúc em vui bên người. Rồi giờ vậy vô nha, bắt đầu á. Bắt đầu á, phục chết đi không. Gì đó, bắt đầu là gì đó hả? Thằng nào chỉnh chiêu này của em hình chiêu V1 á. Ủa, chiêu F, ai chỉnh là hình V1 á. Sao vậy, sao mà lại ra trái cù bắp trong lúc mình đang đừng hết thiệt rồi các bạn ơi, mình nghĩ mọi chuyện nó kết thúc rồi, không thể nào với Đắc là kèo mình được nè bro. Trời ơi trời nè bro ơi, liêu bát đừng mà đừng. Yes. Give me dub, yes. Thôi vô nha, vô thiệt nha. Ok, để mình coi thằng kim cương nó tanh thế nào nha. Mày đòi sao chạy giỏi vô đây đừng nói nhiều đi. biến hình đi chắc em biến hình á. Mày biến hình à, không hay gì hết mày biến hình ê, mình không muốn mua thua trong trái này má, không dùng chiêu mày. Được kiểu nhảy lên cái hết mà na ơi mày xạo ấy da. Ủa anh quýnh em nhiều chiêu luôn. Em phải trả giá ơi, có đúng video luôn, V Đắc 2.0. Sao anh lại biến hình V Đắc? Mình nghĩ là 100 ngày là kẹo V Đắc sẽ kết thúc ở video hôm nay nha. Trái tường không đen. Tường trắng. Em đang câu giờ cho anh biến hình đúng không? Em đủ sức mạnh chưa? Rồi vô đi. Dưỡng chiêu cho em chết luôn á. Ý là vô cái friendly kìa, không tính, nhà này không tính. Ok. Bro, anh giả bộ hả? Em đứng trong cái đó rõ ràng. Rồi, chặn lại, đó. Định thử bắn vô rồi trúng em không? Ui, không trúng hay kìa, ghê hả? Ui, what? Em bắn rồi. Ê, bé, cái chiều nó mất dạy quá à. Không được, sao vậy được Phúc? Em không phải là kèo, sao chẳng quyết định luôn rồi. Rocket, anh thật sự không muốn nói đâu, nhưng mà em cũng biết ai chính là top 1 Rocket Việt Nam đúng không? Top 1 Rocket server Việt Nam, đó chính là anh Crazy Lion. Một mình anh đã từng đánh bại 2 con T-Rex bằng cái đó nha các bạn. Ôi. Rồi, em cho biết ai là người quỷ diệt bộ lạc T-Rex nha. Bắt đầu chơi, bật rồi, lên. Rồi, bắt đầu rồi đó. Ôi, đừng. Relay lại đâu đó đi, chắc không nhận ra luôn. Thì đó chính là chế độ mới trong Lord Food, các bạn có thể chơi cùng bạn bè. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Và đương nhiên quán quân của video này đó chính là V Đắc.